Mỗi bữa là hình đau đó. Dự là ăn được cảm ơn Chúa rồi. Dạ, ăn nó cứ ăn được. Hai lò đấy đúng không? Dạ. Dùng hai cái lò khối bình vị đấy mà hồn lên. Má thử cùng về uống. Về uống á, cái này phá vô nước uống thôi chứ có phải làm gì không? Đúng không? Rồi sau là em uống xong rồi mới đưa cho ba uống đúng không? Ừ. Hay là ba cũng uống được nữa luôn? Ba cũng đang uống rồi, là ba mách với em là tao uống thuốc của bác Phôn thì thấy ổn lắm. Rồi em đi với cả em cùng theo cho anh lâu rồi đó, là em mới hỏi anh thử coi về uống thì được không? À, mừng thôi. Quá mừng luôn. Sở đi nồi xoay chứ uống ổn rồi, thôi luôn đúng không? Dạ. Bộ mô mà ăn măng chúa mình đi và đi thì ở trước ấy, cho mình yên tâm. Nếu măng chúa hoặc là ớt là phải làm đi cốc cho mình phòng thôi. Dạ. Cái này thì dùng để hình phòng được mà vấn đề chứ cả. Mà như kiểu đau quá thì vô xúc ngầm được cũng thấy. Đúng rồi, ngầm nuốt xuống. Anh nhiều bữa anh không kịp pha, anh múc cái anh nhai luôn mà xong rồi uống nước rồi luôn. Hắn cũng được, cũng dễ uống mà hắn cũng ngọt. Dạ. Vậy uống con nít uống được, người lớn uống được. Mua không về chiều. À. Cái tiền mình không phải sẵn. Đúng rồi, không phải đun phải nấu chỉ là khỏe. À. Rồi cái đi đưa về cho bà tiếp nha, uống cho dứt luôn nha. Em hai lọ là ổn thì ba thì có lẽ cùng lắm thì ba lọ là được này. Ba thì ba bị lâu hơn em rồi, ba uống một lọ thì thể được rồi. Còn... nhưng mà muốn cho gọi là dứt hẳn đi. Dứt hẳn. Thành phần là tự nhiên mà cái này thì uống đỡ lo hả? Em thấy đọc cái thành phần hẳn là hẳn mùi rừng là em ứng hết ạ. Đúng rồi, hẳn là từ cái lạc khôi. Đúng cái tên của bác luôn. Đúng tên. Thực ra là cái tên của mình là nó xuất phát từ cái cây này chứ không phải là ngẫu nhiên đâu. Vì là ngày xưa là có một bà ở dưới suối á, đó là bà đi lên trên miền trên nữa, lấy cái lạc khôi ở trên đó về suối để bán và lại lấy cá từ dưới suối lên trên kia để bán. Nhập ngược lại. Đó, thì tức là người ta đã biết sử dụng cái cây lạc khôi này từ ngày xưa rồi chứ không phải là bây giờ người ta mới biết dùng. Ừ. Đấy thì khi bà lên ở trên nữa thì bà không có chỗ ở thì bà xin vô ở trong nhà anh. À. Đấy, xin ở nhà anh thì đúng một cái thời điểm là mẹ nhà anh sinh anh. Đó là bà này thì chăm sóc mình một cách chú đáo. Mùa đông mà bà đốt lửa rồi bà hơ rồi bà ém cho các kiểu, thế là bố lấy cái kỷ niệm là có bà đi buôn cây lá khôi ở trong nhà mình, đó là đặt cái tên khôi đấy, đặt cho cái tên khôi. Và sau này không biết sao anh lại thi đúng chuyên ngành đông y, học đông y rồi về lại cuối cùng quay lại sử dụng những cái cây này, chứng tỏ là thôi cái tên này có ý nghĩa cũng đôi anh thật ra, có lẽ hẳn gắn với mình. Cho nên cái nghề của mình hẳn gắn như vậy đó. Bữa nay thì anh làm cả xưởng rồi là trồng cây rồi các kiểu làm trên là hết rồi. Em thấy anh nói chung là em theo dõi anh mà thấy anh quay mình thì... ở xa quá thôi, gần thì có làm xin chân vô trồng cây đây, trồng cây. Đó, cái này tạo được công ăn việc làm cho bà con mình nhiều mà. Thực ra như dân thành phố họ làm gì có đất để mà trồng, họ thừa biết những cây đó tốt nhưng mà lấy đất đâu. Cho nên là mình cái lợi thế của mình là nông thôn cho nên là mình có đất, còn họ thì thành phố họ có đất cho nên mình phải phát huy cái lợi thế của mình là đất thôi. Thì giờ anh trên đất nhà anh một phần nhưng mà anh cho bà con trồng, sau đó là anh thu mua lại thôi đó, để cho bà con có công ăn việc làm mà mọi người lại có sản phẩm tốt dùng đúng không, yên tâm. Cái gì mà có bầu uống được thì quá là tốt. Có bầu uống được. Cái đợt mà em có bầu là em cũng đau bụng đi rồi mà không biết uống, không dám uống một thuốc gì hết. Chịu đựng là trong mấy tháng rơi luôn. Vì không biết đúng không? Dạ. Biết cái đấy thì ngon rồi hả? Biết sớm thì em đã khỏi tháng 8 đấy.